Sáng ngày 16 tháng 2 tại Hà Nội, Báo Lao động và Xã hội, Báo Điện tử Dân sinh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Đào Hồng Lan và một số lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ và toàn thể cán bộ phóng viên Báo Lao động và Xã hội, Báo Điện tử Dân sinh. Đánh giá thực hiện công tác năm 2016, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính cho biết, năm 2016, Báo Lao động và Xã hội đã hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền bộ giao, thực hiện xuất bản 156 số báo thường, 37 chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi đúng tiến độ. Nội dung tuyên truyền cơ bản bám sát định hướng báo chí của các cơ quan quản lý cấp trên và tôn trị mục đích của tờ báo. Trong năm, tài sản đã thực hiện đúng đầy đủ định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo bộ để sản xuất tin, bài trên báo giấy cũng như báo điện tử Dân sinh. Ngoài báo giấy và chuyên đề, bắt đầu từ tháng 9 năm 2016, trang thông tin điện tử báo được nâng cấp thành báo điện tử Dân sinh, góp thêm một kênh thông tin quan trọng, hiệu quả về lĩnh vực an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Lao động và Xã hội Nguyễn Trung Chính cũng đề xuất, trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, các cơ quan tiếp tục phối hợp với Báo Lao động và Xã hội để định hướng tin bài và cơ chế phối hợp. Đề xuất của Báo Lao động Xã hội và Báo Điện tử Dân sinh trong thời gian 2017 và năm tiếp theo như sau. Đề xuất thứ nhất là Báo Lao động Xã hội đề xuất cho lãnh đạo bộ là tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Báo Lao động Xã hội chỉ đạo về định hướng tin bài, tạo cơ chế phối hợp. Đề xuất thứ hai là đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo ổn định về công tác tổ chức bộ máy để báo hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của soạn 2017 tiếp theo. Đề xuất thứ ba là cũng đề nghị bộ tăng cường hỗ trợ về cơ sở vật chất kỹ thuật cho báo trong giai đoạn có sự chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình, phương thức và truyền thông trong bối cảnh báo giấy đang thu hẹp và sự bùng nổ của truyền thông kỹ thuật số và điện tử. Và cuối cùng là cũng mong được cái sự hỗ trợ về kinh phí để báo tổ chức các lớp tập huấn luyện ngành kỹ năng làm báo điện tử cho phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên và cộng tác viên. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, lãnh đạo bộ tin tưởng và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, Báo Lao động và Xã hội. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng báo vẫn đứng vững và vững vàng đi lên. Từ chỗ chỉ có một ấn phẩm báo giấy và có một trang điện tử, báo đã phát triển mạnh hơn và thêm báo điện tử Dân sinh. Từ trang điện tử phát triển lên báo điện tử là cả một quá trình thai nghén lâu dài. Sự ra đời của báo điện tử buộc báo phải nỗ lực vươn lên và cho đến hôm nay thì quyết định ra tờ báo điện tử là hoàn toàn xác đáng. Thưa công chí, chúng ta qua một năm 2016 rồi. Báo cáo của công chí Quyền Tổng Biên tập cũng đã nêu bật được những cái thành tựu, những kết quả rất đáng khích lệ của báo trong thời gian vừa qua. Trong chừng mực nào đó, đến bây giờ phải nói rằng lãnh đạo bộ rất là tin tưởng và đánh giá rất cao cái sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, Báo Lao động và Xã hội trong muôn vàn khó khăn, nhưng mà báo đứng vững và vững vàng như thế. Chúng ta rất tự hào vì từ một tờ báo đơn thuần là báo giấy, một trang điện tử, bây giờ chúng ta đã phát triển mạnh hơn đến có cả báo điện tử rồi. Mà thưa các đồng chí, từ trang điện tử đến báo điện tử là cả một cái quá trình thai nghén rất dài của báo chúng ta. Đôi lúc các đồng chí lãnh đạo còn không dám cho đời ra đời làm, nhưng mà khi về tôi nói mình giảm cho ra đời. Sự ra đời buộc chúng ta phấn đấu, buộc chúng ta nỗ lực vươn lên. Để đến ngày nay cái việc chúng ta quyết định hoàn toàn xác đáng, tôi cũng rất mừng. Vì thế tira của báo về báo viết thì cơ bản là được, báo điện tử thì ở cái dạng gọi là trung bình khá. Có những giai đoạn đầu có lẽ nó cũng là cái người ta cái hỗ trợ sao rồi cũng cộng thêm là cái người ta cũng đang muốn tìm hiểu xem nó thế nào, nên có thể là giai đoạn đầu nó khá hơn. Gần đây tôi rất là phấn khởi khi thấy chất lượng tờ báo của chúng ta được nâng lên rõ rệt.
hình thức thì phong phú hơn. Trước đây tôi để ý báo thì ít khi những trang bìa có những cái ảnh nó to, những ảnh có tính chất là chuyên môn, có tính chất này, xin lỗi các đồng chí, nó một cái để mà tạo ra một cái cú hích, cái mà người ta quan tâm thì ít, nhưng gần đây bắt đầu thì phục vụ cái đó. Rồi nhiều bài viết của chúng ta có những cái nhất là những cái bài link sâu sắc hơn, tính tổng kết tốt hơn, và đặc biệt yếu tố mang tính chất xã hội rộng rãi để người đọc phải quan tâm nhiều hơn đến bài viết. Đây là vấn đề gì? Nhiều bài viết tôi cho rất sắc sảo, bình luận, phân tích, rồi tính định hướng. Cái đó tôi cũng nói báo cáo thật với các bạn, một ngày ít nhất bây giờ tôi phải vào mạng báo Dân Sinh ít nhất không dưới 10 lần. Có 3 tờ báo mà ngày nào tôi mở mắt ra đêm trước khi đi ngủ bao giờ cũng vào mạng, trong đó có tờ báo chúng ta. Tôi nói đây để công ty, do đó mọi di biến động của tờ báo chúng ta như thế nào gần như là cập nhật với tôi hàng ngày. Đánh giá những thành tựu mà báo đã đạt được, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng mặc dù năm 2016 báo gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có những biến động về nhân sự điều hành của báo, nhưng với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên, báo cũng đã làm được rất nhiều việc, trước hết đó là việc chính thức ra đời báo điện tử. Đây là xu hướng tất yếu, báo điện tử ra đời sẽ góp phần triển khai kịp thời tinh thần, các mảng công tác, ý kiến của lãnh đạo bộ với người dân, tới các cơ quan đơn vị địa phương. Năm 2017, đối với báo của chúng ta thách thức còn rất là nhiều. Cái thách thức thứ nhất về công tác chuyên môn là làm thế nào các đồng chí phải đổi mới được những cái nội dung, chất lượng tin bài cũng như thông tin kịp thời đầy đủ tới các bạn đọc về những lĩnh vực của ngành. Thế bên cạnh đó như các đồng chí nói là sẽ còn phải thấm đẫm cái hơi thở cuộc sống nữa, thì mức độ liều lượng như thế nào là vừa phải, thì cái này là cái vai trò, cái sự tham gia của các phóng viên, của các đồng chí biên tập viên, thế rồi là của lãnh đạo báo bàn với nhau để làm thế nào. Chúng ta cũng không quên cái nhiệm vụ chính trị chính của chúng ta, nhưng mà phản ánh cái cuộc sống của người dân với cái giác độ, với cái lăng kính của người phóng viên báo Lao Động Xã Hội nó như thế nào. Đấy là tài của các đồng chí, đó là cái chuyên môn của đồng chí. Sự ra đời của báo điện tử rất quan trọng. Tuy vậy, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của tờ báo giấy. Báo giấy hiện là nguồn lực của tòa soạn, báo cần phải phát triển song song cả hai ấn phẩm, không được coi bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn.